Vẽ anime vô cùng đơn giản bằng bút chì. Đầu tiên cứ phải vẽ cho tôi một cái hình tròn cái đã nha. Sau đó mình sẽ chia hình tròn đó ra làm đôi. Và từ đó thì mình sẽ vẽ được cái khung như thế này. Có thêm cái tai nữa nha. Rồi mình sẽ chia nó ra làm 3 phần bằng nhau. Sau đó mình sẽ vẽ các đường thẳng giống như thế này nhé. Ở đây sẽ là phần cổ. Kéo thêm một đường ngang như thế này, chúng ta sẽ có thêm phần mắt ở đây. Rồi từ các đường thẳng đã vẽ trước đó, chúng ta sẽ nối chúng lại bằng các đường cong. Sẽ có được mắt, mũi, miệng và các chi tiết còn lại cũng tương tự như vậy nhé. Sau đó chúng ta sẽ xóa đi các nét thừa và đi vào chi tiết. Chỉ vài nét cơ bản như thế này là chúng ta đã có được một khuôn mặt rồi nè. Từ các nét đó thì chúng ta sẽ vẽ những chi tiết còn lại như ở mắt và tóc. Mọi người chỉ cần nhìn theo video và vẽ như tôi là được rồi. Thật sự là nó không khó lắm đâu. Để bức tranh này đẹp hơn thì mình sẽ vẽ thêm một vài sắc độ ở mắt và tóc nữa nhé. Cuối cùng chúng ta chỉ cần đi nét lại cho hình vẽ là đẹp luôn. Sau 15 phút thì đã ra thành quả nè. Ta-da!